restarted. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Tại tao này nhanh quá. À, đúng là đúng ngay sở trường của mình là có những tính toán hay những con số thấy là thích ngay từ đầu. Thầy đưa ra bài tập làm thì là mở cái bảng đó ra, mở cái bảng chữ cái mình xem ra là làm và tính theo phương pháp của thầy thì nó bị cuốn hút và hấp dẫn. À, hôm nay thấy các anh chị chúng ta là y như chúng ta đang ngồi học trên lớp thật sự, các anh em tập trung vào lo làm. Tuy nhiên cũng có chút xíu các anh chị á, thấy các anh chị lớn lớn tuổi xíu á thì đi như chị Cúc chẳng hạn đi, chị làm nhanh với chị làm ngắn, chị ghi cái lèo một ra luôn, không theo bước của thầy nó nhầm số. Cho nên trước tiên là phải làm từng bước như thầy cho cơ bản á. Mình làm cơ bản từng bước. À, thì hôm nay Tâm thấy là nó gấp gấp ghê với Tâm. Rồi cảm ơn các anh chị. Rồi cảm ơn anh Tâm. Tôi hiểu vấn đề này nên là đó là lý do tại sao tôi nói bữa nay tôi chỉ đúng một cái bảng đó thôi. Các bạn hiểu không? Tại vì từ cái bảng đó mà bạn tính sai, thí dụ như số 3 này, 36, bạn mà ghi luôn 36 là sai. 36 thì 6 cộng 3 bằng là 3 cộng 6 là bằng 9. Tại vì cái chỉ số của mình đó là từ 1 cho tới 9 mà cộng lại thành một chỉ số. Đấy, bạn cứ canh me đúng bước 1 đến bước 5 rồi. Cảm ơn bạn. Mời bạn Thanh Thanh ạ. Mời bạn Thanh Thanh. Dạ, em xin chào thầy. Dạ, chúc cả nhà một ngày tràn đầy năng lượng. À, hôm nay cái buổi học này của thầy thì lúc đầu thì em cũng không tỉnh được, nhưng sau khi thầy tỉnh cho mấy người lại sáu thì em cũng đã tỉnh được cho em. Thầy nghe em đọc được không thầy? Được em, cứ đọc đi em. Dạ, em tên Thanh là Nguyên Âm đầu tiên. Tên gì em? Tên Thanh đúng không? Rồi. Dạ. Nguyên âm đầu tiên của em là âm A, là một tổng các nhân âm có tên gọi trong tên gọi cùng A luôn, là một. Phụ âm đầu tiên là T, là hai. Tổng các phụ âm là TH, NH là bằng 5. Và tổng nguyên âm phụ âm là T, là Thánh luôn, là 8. Là số của em là 11258. Rồi ok, cảm ơn bạn. Dạ, em cảm thầy đúng luôn thầy. Đúng rồi em. Dạ em cảm thầy. Rồi em cảm nghĩ gì buổi học hôm nay? Bạn phải cho tôi cảm nghĩ. À. Thực ra thì các con số đối với em thì nó cũng hơi khó khăn, nhưng mà nói chung là mình đồng gọi là hôm nay buổi sáng hôm nay lại được đồng não tiếp. Cảm ơn thầy ạ. Rồi cảm ơn bạn Thanh Thanh rất nhiều. Rồi bạn Tinh Thúy. Thúy nãy được sửa đúng không ạ? Dạ, yeah, xin chào thầy, xin chào xin chào các anh chị trên Zoom. Chúc các anh chị trên Zoom một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Dạ, yeah, em cũng cảm ơn thầy là buổi học hôm nay là cho những con số để mọi người buổi sáng là vận dụng trí não của mình tính toán. À, buổi thầy cho bài tập này là rất tuyệt vời, rất hay. Thì em cũng tên là Thúy. Thì cái chữ T là 2, chữ H là 8, chữ U là 3, chữ Y là 7. Thì mình thấy tính tổng hết là 3, 1, 2, 1, 2. Đã, xin cảm ơn thầy đã cho em bữa nay học là rất tuyệt vời. Rồi, cảm ơn bạn, rất nhiều bạn giơ tay. Thôi, nhờ mời bạn khác nữa ạ. Mời bạn Vũ Gia Lai ạ. Hello, em chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Chúc anh chị em luôn có một nụ cười nhá. Thì Vũ cũng rất tuyệt vời khi được tính những con số về con người Vũ. Vũ thì thấy là V với nguyên âm của Vũ là U. U là 3, còn là V là 4. Thì là 3 4, còn là 3 4 là 7. Nguyên âm của Vũ, cả tổng Vũ là 3 4 3 4 7. Đấy, nguyên âm của Vũ là như vậy. Là một cái điều tuyệt vời nữa là Vũ cũng biết là cái trong cái bí ẩn của cái 347 này là như thế nào, cho nên thì Vũ đang tò mò, cũng
muốn thầy Toàn làm sao để giải mã cái 347 là như thế nào? Rồi cái này sẽ bữa sau bạn. Từ từ nha. Tại vì bạn phải đi từng bước nha, chứ bạn đi một nhanh quá là bạn sẽ bị nhầm đấy. Rồi. À, cảm ơn bạn, mời bạn Nguyễn Hữu Trung. Anh Trung mở mic ra, anh Trung nói mà chưa có mở mic à. Là em chào thầy. Chào rồi. Tất cả anh chị em trong phòng Zoom. Tên em là Trung. Là phụ âm đầu tiên của em là số 3. Của em 3 8. Cái số mấy? Số 3 là 5, chữ O đúng không? Bạn phải nói chữ gì và số thì mình bạn mới nhớ. Chữ C ạ. Phụ âm tương ứng với số 3, chữ H tương ứng đâu, chữ C. C đâu số 3 bạn? Phụ âm mà, phụ âm không nguyên âm. Phụ âm ạ. Phụ âm đúng không? Và phụ âm của em là chữ C là số 3. Phụ âm số 8 chữ số chữ H là số 8. Chữ Ư là số 3. Chữ N là số 5. Chữ G là số 7. Cộng G lại là bằng số 6 ạ. À, 26 ạ. Đó, đúng không ạ thầy? Không không, bạn phải làm 5 bước mà. Bạn có theo dõi từ đầu không? Không ạ, về mạng của em tí lại đau ra đâm ra. À, vậy là thôi, cái này chúng ta sẽ bữa sau đi, tại hết thời gian rồi. Đây là cái bảng này nè. Thứ nhất, bạn có 5 bước để tôi chia sẻ đây một nhanh một lần nha. Ví dụ tên là Trung đi, thì bạn tương ứng là 26 chữ cái Latin, đúng không? Từ số 1 cho tới số 26. À, ABC đúng không? Rồi, chúng ta sẽ có 5 bước tính tên gọi của mình. Bước thứ 1 là chúng ta nguyên âm đầu tiên trong tên gọi. Bước thứ 2, tổng các nguyên âm có trong tên gọi. Bước thứ 3, phụ âm đầu tiên. Bước thứ 4, tổng các phụ âm. Bước thứ 5, tổng các nguyên âm và phụ âm. Đúng không? Sau đó chúng ta cộng lại, chúng ta tính từng cái bước giống như cái bảng mà tôi chia cho bạn đó. Là bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5. Thì tổng các chữ số này nè, bước 1 thì nó phải rơi vào cái con số là 1 cho tới 9. Tôi lấy ví dụ như chữ Vương đi. Chữ Vương mà bước 1, đúng không? Chữ Vương, tên Vương nha. Bước 1, nguyên âm đầu tiên, tên gọi là chữ số 3. Chữ 3 là chữ U, đúng không? Bước 2, tổng các nguyên âm có trong tên gọi. Đó là chúng ta tổng các nguyên âm. Nguyên âm, đúng không? Là gồm có chữ Vương thì có chữ phụ âm. Nguyên âm là chữ U và chữ O. Gồm có 3, cộng 6 là 9. Rồi, bước thứ 3 là phụ âm đầu tiên. Phụ âm đầu tiên có là chữ V là số 4. Bước thứ 5, bước thứ 4 đó là tổng các phụ âm. Phụ âm là gồm có chữ V, chữ N, chữ G là gồm có 4, cộng cho 5 là 9, cộng cho 7 là 16. Chúng ta thấy số 16 không? Như vậy 16 thì bằng gì? 16 thì bằng 1 cộng cho 6 là bằng 7. Nên bước số 4 là số 7. Bước số 5 là gì? Tổng các nguyên âm và phụ âm. Thì gồm có tất cả các chữ tên Vương luôn. Gồm có nguyên âm và phụ âm là gồm có gì? 4, 3, 6, 5, 7 thì chúng ta cộng lại. 4 cộng cho 6 là 10. 3 cộng 7 là 10. 10 là 20. 20 cộng 5 là nhiêu? Là 25. Đúng không? Như vậy là tên chữ Vương là 4, 3, 6, 5, 7 là cộng lại là 25. 25 thì bằng gì? 25 thì bằng 2 cộng 5. Đó là số 7. Nên giải số tên Vương là 3, 9, 4, 7, 7. Đó là thông điệp của tên người tên Vương. Đó, tôi tóm gọn lại như vậy để các bạn dễ hiểu. Rồi từ đó bạn sẽ tính cho mình đi nha. Rồi cảm ơn bạn. Tại vì chúng ta như thế này nè. Vậy là chứng tỏ chúng ta phải đi học từ đầu. Chứ bạn phan ngang là bạn sẽ bị sai. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi cho bạn bài tập này thật lâu rồi nha. Rồi cảm ơn anh Trung rất nhiều. Vâng, em cảm ơn anh. Rồi như vậy thì thời gian cũng đã hết rồi. Thôi tôi sẽ nhường lại micro cho MC. Mời MC Thanh Dung ạ. Mời MC. MC hình như đang điện thoại đúng không? Rồi, trả lớp lại cho micro lại cho em MC em ơi. Lỗi một chút. Em xin lỗi một chút ạ. Dạ. Em đã trở lại. Dung ơi. Rồi như thế là lớp học chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây nha các bạn. Quá giờ. Dạ.
Rồi trả lớp lại cho em vâng, nha. Cả lớp của chúng ta đã vừa trải qua một giờ đồng hồ, anh tiến sĩ Thái Lâm Toàn đã chia sẻ cho chúng ta những cái giá trị về cái những cái con số để chúng ta tự mình tính được những con số cho mình, và cũng để chúng ta định vị được khách hàng của chúng ta là ai và họ ra sao. Để thẩm thấu được những điều này thì hy vọng chúng ta hãy làm những cái bài tập ngay trong những người thân và trong gia đình của chúng ta để chúng ta cảm nhận được cái điều đó có đúng với ý nghĩa mà buổi học của anh tiến sĩ Thái Lâm Toàn chia sẻ. Và để biết ơn đến sự chia sẻ của anh, chúng ta hãy comment nhiều con số 68 lên để cảm ơn anh tiến sĩ Thái Lâm Toàn buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và xin biết ơn anh đã trao giá trị cho lớp học, và hẹn gặp lại tất cả khóa học của chúng ta vào buổi sáng ngày mai, và hy vọng chúng ta vào đúng giờ để chúng ta nhận được nhiều giá trị nhất. Và em xin kết thúc buổi chia sẻ hôm nay. Các bạn thân mến, Viện Đào tạo Bách Khoa là một trong những đơn vị trực thuộc tập đoàn Bách Khoa Group. Tập đoàn Bách Khoa Group này của chúng tôi hoạt động trên nhiều lĩnh vực và trên 28 năm hoạt động. Chúng tôi hoạt động đa ngành đa nghề với chính sách là phát triển holding. Khi mà doanh nghiệp của các bạn có một dự án nào cần đầu tư thì lập tức Bách Khoa Group sẽ đầu tư vào cho các bạn bằng nguồn lực tài chính, bằng nhân sự, bằng các công nghệ kiểm tra quản trị. Thì dưới cái Bách Khoa Group chúng tôi có cái viện đào tạo Bách Khoa chuyên đào tạo, huấn luyện và coaching cho các cái CEO, các cái doanh nghiệp, các cái chiến lược quản trị doanh nghiệp 4.0, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp cho chúng ta đạt hiệu quả. Viện đào tạo Bách Khoa, tôi xin chia sẻ vài nét về viện đào tạo Bách Khoa cũng như là hồ sơ năng lực. Viện đào tạo Bách Khoa như bạn biết là hiện tại là có rất nhiều cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Thì chúng ta có thể biết thông tin chi tiết, chúng ta có thể tìm hiểu trên cái website của chúng ta, đó là viện đào tạo bách khoa.edu.vn, hoặc là chúng ta có thể liên lạc trực tiếp cái số hotline đó là 0968 716968. Đầu tiên là chúng tôi chia theo cái phân khúc là đào tạo các cái lớp huấn luyện dành cho các nhà quản lý. Thứ nhất là nghề giám đốc, có nghĩa là CEO toàn diện, huấn luyện cho CFO, có nghĩa là giám đốc tài chính, huấn luyện cho CCO, có nghĩa là huấn luyện cho giám đốc kinh doanh. Chúng tôi có những lớp huấn luyện cho CMO, có nghĩa là giám đốc marketing chuyên nghiệp, hoặc là CHRO, có nghĩa là giám đốc về nhân sự. Chúng tôi có những lớp huấn luyện giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp, hoặc là huấn luyện các cái lớp CIO, nghĩa là các cái lớp cho giám đốc công nghệ thông tin. Chúng tôi có những lớp đào tạo dành cho nhà quản lý, đó là đào tạo và coaching giám đốc sàn giao dịch bất động sản. Thì bạn biết rồi, ngày hôm nay khi chúng ta thành lập một doanh nghiệp bất động sản, không có thể đơn thuần là chúng ta có tài chính, chúng ta mua một dự án này với giá vừa phải và chúng ta bán ra cho chúng ta có lời. Thì trong đó chúng ta phải biết được các cái thông tư, nghị định, các cái luật, hành lang pháp lý về lĩnh vực bất động sản. Chúng ta phải biết cách nghiên cứu thị trường về bất động sản, chúng ta phải biết cách marketing cũng như là quản lý sàn giao dịch, và chúng ta biết cách để cho sàn giao dịch chúng ta gồm có các cái nhân sự là gồm có phó giám đốc, các cái trưởng phòng và nhân sự, chúng ta làm sao chúng ta hoạt động hiệu quả và chúng ta lan tỏa cái mô hình này để chúng ta có nhiều sàn giao dịch. Thì cái này là chúng tôi chia sẻ cho bạn thực chiến, trong vòng 21 ngày bạn sẽ trở thành một cái giám đốc sàn giao dịch bất động sản chuyên nghiệp. Ngoài ra, trong các cái lớp dành cho nhà quản lý gồm có tài chính, kế toán dành cho nhà lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp. Bạn biết rồi, doanh nghiệp chúng ta cần phải có một cái văn hóa để làm sao chúng ta có những nét đặc trưng so với các cái đối thủ doanh nghiệp khác. Chúng ta có những lớp quản trị sự thay đổi, kỹ năng tạo động lực cho nhân viên cũng như là kỹ năng quản trị cho nhà quản lý. Chúng ta có những cái lớp đào tạo và huấn luyện nhân viên hiệu quả. Thì bạn biết rồi, các cái nhà quản lý thì cần phải truyền đạt và chúng ta chia sẻ mục tiêu, chúng ta là chia sẻ tầm nhìn và chúng ta phát triển. Đó là những lớp dành cho nhà quản lý. Ngoài ra, viện đào tạo Bách Khoa còn có các kỹ năng ở đây thời gian ngắn tôi sẽ chia sẻ những kỹ năng chuyên nghiệp, đó là kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc, kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, làm việc nhóm hiệu quả, kỹ năng quản lý thời gian cũng như kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày, thuyết trình và chủ trì cuộc họp, kỹ năng bán hàng, đàm phán thương lượng, kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, kỹ năng chốt sale hiệu quả, v.v.
Ngoài ra, viện đào tạo Bách Khoa còn có một bảng đào tạo về thẩm định, đó là thẩm định về giá, kinh tế thị trường giá cả, nghiên cứu thị trường về giá. Ngoài ra, viện đào tạo Bách Khoa còn đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, ví dụ như là chuyên cung cấp các cái gói đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp. Các chương trình được thiết kế đặc biệt phù hợp với mục tiêu đào tạo và những đặc thù của từng doanh nghiệp. Thì các bạn có cái đặt vấn đề kỳ vọng và chúng ta cũng định hướng nhân viên của chúng ta, mà trong cái đội ngũ đào tạo nội bộ bạn, bạn không thể làm được. Bạn cần có một cái lực lượng đào tạo cũng như một đơn vị đào tạo bên ngoài để chúng ta có một luồng gió mới, thì đây viện đào tạo Bách Khoa sẽ là một cái đơn vị bạn sẽ chọn lựa rất là tuyệt vời. Tại vì chúng tôi có nhiều chuyên gia và nhiều những nhà đào tạo có kinh nghiệm thực chiến và những nhà đầu tư hiệu quả biết các bạn sẽ cần ở đâu và chúng ta đào tạo. Ngoài ra chúng tôi còn có những cái chuyên đề dành cho cơ quan nhà nước, ví dụ như là bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, chăm sóc hòa giải cơ sở, nghiệp vụ dân phòng, tra cứu và vận dụng pháp luật, quản lý nhà nước, kỹ năng lý luận chính trị, thực hiện chính sách lao động, việc làm và phát triển, đạo đức công vụ, công chức, v.v. Về lĩnh vực pháp luật thì chúng tôi có những khóa, ví dụ như là khóa đào tạo về pháp luật chuyên ngành về kinh doanh bất động sản, pháp luật về quyền tài sản. Ngoài ra chúng tôi còn có đào tạo nghề và các cái trung tâm ngoại ngữ, ví dụ như là các cái chuyên đề thực tiễn như là giải mã 5 cấp độ kinh doanh online thành công, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, bí quyết thành công cho nhà môi giới, bí quyết kiếm 8 tỷ trong 8 năm, hoặc là lớp đặc biệt là training for trainer, có nghĩa là bạn phải đào tạo được nhân viên của bạn để bạn truyền lửa, bạn chia sẻ kinh nghiệm để những cái người leader của từng cái phòng ban, từng cái nhóm triển khai xuống từng nhân viên để lĩnh hội được các cái tư tưởng của chúng ta muốn truyền đạt cho các nhân viên để chúng ta thổi lửa vào cho các bạn kinh doanh thành công. Ngoài ra chúng tôi có những lớp ví dụ như là phong thủy ứng dụng trong đời sống và kinh doanh. Chúng tôi có khóa quản lý vận hành nhà chung cư, quản lý tòa nhà, an toàn lao động, vệ sinh lao động, marketing online 4.0, đào tạo xe năng và các loại xe cơ giới. Ngoài ra chúng tôi còn có các hệ thống, các cái trung tâm ngoại ngữ và tin học. Thì đây là một số điểm qua về một số cái dịch vụ của viện đào tạo Bách Khoa. Khi có nhu cầu, bạn có thể sẵn sàng liên lạc với số hotline của chúng tôi, đó là số 0968 716968 và 0908 200 899. Xin trân trọng cảm ơn các bạn.